ăn buffet mà phải bốc số đợi đến lượt. Trời ơi, xưa giờ là tôi chỉ biết là đi khám bệnh là có bốc số thứ tự thôi, giờ tôi mới biết là đi ăn quá bộ này á nha. Mà ở đây á, đặc biệt là không có nhận đặt bàn trước, mọi người có thể tới sớm để lấy bàn mà không cần bốc số. Còn ai mà đi sau 6 giờ thì mình quên là lên nhắn tin cho quán trước để lấy số online nha. Sở dĩ mà có cái vụ bốc số như vậy á là do quán quá đông luôn đó mọi người. Nếu mà quán đông như vậy á thì chắc chắn là không cần bàn tới chất lượng rồi nha. Ở đây là buffet lẩu, chủ yếu là các loại cảm viên, thịt bò, thịt heo, thịt gà, rồi có cả hải sản nữa. Ngoài ra thì có đủ các loại rau, nấm, tóc kê, mì, tùy mọi người ăn gì bỏ đấy nha. Tôi đếm đâu đó là phải hơn 20 loại topping luôn á. Nhớ là gấp vừa đủ ăn thôi nha mọi người, gấp nhiều quá ăn hết là sẽ bị phụ thu ấy nha. Tôi ăn quán này từ khi mà còn chưa có mở buffet cơ. Bây giờ quán đông nhưng mà chất lượng nước lẩu rất là đỉnh. Một bàn á thì mình sẽ được gọi một hoặc hai loại nước lẩu, nhưng mà không có phụ thu thêm đâu nha. Lần nào tôi ăn á tôi cũng gọi nước lẩu bánh gạo với lại nước lẩu tôm dùm. Tôi khuyên mọi người là nhất định phải gọi với nước lẩu bánh gạo nha, ăn nước cuốn nó đỉnh cực kỳ luôn, vị the the ngọt ngọt. Hải sản mới thịt ở đây á thì tôi đánh giá rất là tươi, các loại bên thả lẩu đa dạng. Nói chung là bỏ 10-15 phút ra để ngồi đợi ăn một nồi lẩu như vậy thì tôi thấy rất là đáng luôn á. Lần nào tôi đi á là cũng full bàn, chưa bao giờ thấy có bàn trống luôn. Menu tôi để ở đây cho mọi người tham khảo nha.